Xin chào toàn thể các bác nhá. Thật sự xin lỗi các bác vì thời gian qua cái lồng ra bên em là nó chậm chạp, bởi vì là thứ nhất là nó vào vụ chim đêm, đâm ra là thời gian em cũng rất chịu bận, không có thời gian đấy. Và thứ hai nữa là lồng đan xong thì đúng là phơi khô thì vào đúng cái dịp mưa là nó không phơi được khô, đâm ra là nó hơi chậm chạp so với tiến độ. Thì tiến độ lần này thì bên nhà em có gần 70 cái lồng các bạn, số lượng cũng rất là nhiều. Nói chung là như một cái lồng kỹ này nó đan mất tầm khoảng 5 ngày là xong một cái lồng. Như cái lồng kia, như các mẫu lồng kia là tầm khoảng hơn 3 ngày là xong một cái. Đấy, cả đan, cả phun sơn, cả giáp nhé các bạn nhé. Đấy, nó cũng rất chi là lâu các bạn, chứ không phải là đan một cái lồng này nhanh đâu, cũng lâu lắm, nó cũng chừng chi tiết. Và đây hôm nay em cũng xin giới thiệu lại về các mẫu lồng để cho các bác xem, các bác dễ lựa chọn. Và em cũng xin thông báo giá luôn cho các bác dễ lựa chọn, để chọn cho mình một cái lồng ưng ý nhất. Thứ nhất này, cái lồng này là cái lồng mẫu lồng đặt. Đây các bác này, đây là mẫu lồng đặt nhé các bác nhé. Đấy, mẫu lồng đặt thì bao giờ nó cũng có một cái áo chụp bên ngoài này. Đây này, nó có áo chụp bên ngoài, nhưng cái này không đúng số của nó, thật ra là không chụp được. Nên xem đây, số 7, đây số 5, áo số 5 nó lại không vào nhau được các bạn. Đấy, đấy là mẫu lồng chụp nhá. Mẫu lồng chụp này em cũng xin công bố giá luôn là nó là hàng 850.000, em bao ship đến tận nơi nhá. Đấy, nói chung là các bác xem qua máy quay thì chắc là cũng nhìn thấy rõ nàng. Chi tiết rất chi cẩn thận, đẹp đấy. Mẹt miếc bọn em trắng cát đầy đủ hết nhé. Đấy, mẫu lồng số 2. Đây, đây là mẫu lồng số 2 nhé các bác nhé. Đây là mẫu lồng kia, mẫu lồng đặt. Còn đây là mẫu lồng số 1 này. Như video trước em đặt tên cái mẫu lồng này là mẫu lồng số 1. Mẫu lồng này gọi là mẫu lồng kín các bác nhé. Mẫu lồng kín này dành cho chim bổi này, chim đi mồi này, nói chung là ok. Đấy, cái mẫu lồng kín này, đây các bác xem này, nó có hai ô thoáng ở bên hai bên này. Đấy, mình nếu các bác nào thích cho nó thò ra đây ăn thì các bác cắt hai nan này đi cái là nó thò ra ngoài ăn được luôn. Đấy, mẫu lồng kín này. Đấy, nói chung là chi tiết, nói chung bọn em làm rất chỉ kỹ. Bọn em không phải làm hàng chợ nhé. Ngày xưa còn làm hàng chợ nhưng bây giờ không làm nữa. Đấy, mẫu lồng này là có bốn giá là 480.000 em bao ship đến tận nơi rồi nhá các bác nhá. Tất cả các mẫu lồng còn lại là 480 hết, em không cần phải nói giá nữa nhá, lồng nào cũng 480 trừ mỗi lồng chụp thôi. Mẫu lồng thứ hai này cho các bác xem nhé. Mẫu lồng thứ hai là mẫu lồng nan mau, đây gọi là nan mau này. Nan mau thì nan cách nan gần một phân. Đây, nan khe nan cách nan này gần một phân các bác nhé. Đấy, nó chi tiết của nó đây. Đấy, nói chung là ok. Giá nó cũng bằng tiền mẫu lồng ấy này. Mẫu lồng kín này 480 hết các bạn. Mẫu lồng thứ ba là mẫu lồng nan thưa, nan cách nan 2 phân. Đây, nan cách nan 2 cm đây các bác nhá. Đấy, bao quát của nó đây. Đấy, các bác thấy không? Nói chung là rất là ok. Mẫu lồng cuối cùng là mẫu lồng mới. Em đặt tên mẫu lồng này là mẫu lồng mới các bạn. Mẫu lồng mới này thì như này, cũng nó cũng như mẫu lồng nan mau thôi các bạn, không có gì khác cả. Nhưng nó khác ở điểm này này các bác này. Em đan từ mép này lên đây là 10 phân. Còn nan mau kia thì không có cái hàng này. Đấy, mẫu lồng này gọi là mẫu lồng mới thì là em đan lên 10 phân nữa. Còn chi tiết các thứ của nó như nhau hết các bạn. Đấy, đây là còn một mẫu thò đầu nữa, nhưng mẫu thò đầu là em chưa làm xong. Đấy, đây là bốn dòng mẫu lồng bên em bán chủ yếu. Đấy, còn đi theo lồng này
gồm có cống đựng nước, đựng thức ăn này. Đối với lồng 480.000 thì cống nó bằng nhựa. Còn đối với lồng 850 thì cống nó bằng cống đan các bác nhé. Đây cho các bác xem cái cống đan. Cái cống đan này cũng rất là kỳ công. Không phải đơn giản. Nó chỉ có một cống đan này đi theo thôi nha các bác nhé. Đây. Đó, nhìn cống đan này. Đấy, đây là cái giỏ thức ăn. Còn đâu cống nước thì em vẫn cho cống nhựa đi theo các bạn. Đấy, đây là đủ mẫu lồng bên em đang bán, hiện đang bán bây giờ. Đấy, thì thời gian qua thì nó bận quá thì các bác thông cảm. Thì nó rất nhiều việc. Ở dưới nhà vẫn còn mấy chục cái nữa. Em đang hoàn thiện nốt. Đấy, thì bác nào cần lồng thì cứ liên hệ em nhá. Có khi là nó thời gian nó hơi chậm một tí thì các bác thông cảm. Em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình này để cho các bác chủ động liên hệ nhá. Đấy, còn giá lồng thì em đã công bố rồi, giá đấy bọn em bao ship toàn bộ đến các bác rồi nhá. Rồi, xin chào các bác, hẹn các bác video lần sau nhé.